bạn còn nhớ kỹ thuật bê tô không? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang kỹ thuật phức tạp hơn nhé. Đơn đơn kép kép nào. Đơn, đơn, kép. Chuyển động lườn chắc sang hai bên, giữ chặt hông. Đơn, đơn, kép. Tăng tốc độ lên nào. Đơn, đơn, kép. Chúng ta sẽ chuyển sang kỹ thuật tiếp theo là bước bê tô bật. Đơn, đơn, đơn và đẩy tay lên. Đơn, đơn, đẩy tay bật lên, rất tốt. Chân co ra sau. Nhanh hơn nào. Đơn, đơn, bật cao. Rất tốt. Hít thở sâu.